Xin chào các em, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em quy đổi một số dạng chất béo mà gây khó khăn cho chúng ta trong cái kỳ thi quốc gia. Đối với chất béo này nó rất đơn giản, thì chúng ta sẽ chuyển nó về cái dạng đồng đẳng hóa và quy đổi. Quy đổi chất béo là đưa từ công thức phức tạp về cái dạng đồng đẳng hóa đơn giản hơn, thì chúng ta gọi là quy đổi. Ví dụ thế này, nói xa xôi hơn cái chất béo thì chúng ta chọn cái chất đơn giản là CH3CO, ba lần C3H5 này. Thì các em sẽ quy về, chúng ta sẽ cắt hết nhóm CH2 ở trong này, có nghĩa là cắt ra một nhóm CH2, chỗ này nhân cho ba thì chỗ này chúng ta sẽ có ba lần nhóm CH2 chỗ này. Thì chúng ta sẽ quy đổi về H2O ba lần C3H5 thì tôi đặt giá trị là 2 mol, còn lại là CH2 này. Thì các em thấy số 3 này chúng ta là có là 3. Rồi chúng ta đi vào chất béo đầu tiên, đó là triglycerin. Đó. Chúng ta sẽ cắt 17 nhóm CH2 trong này ra. Đó, cho nên chỗ này chúng ta sẽ quy đổi rút hết nhóm CH2 à. Thì ra gọi là HCO 3 lần CH5 và nhóm CH2. CH2 này là 17 nhân 3 thì chúng ta thấy nó sẽ là 51A, thì chúng ta đặt chất béo là amon. Tương tự với trường hợp chất béo này cũng vậy, đối với C17H33CO 3 lần C3H5 thì chúng ta sẽ quy đổi chúng ta sẽ làm no hóa cái chất béo này, chúng ta sẽ chuyển nó về là C17H35CO 3 lần C3H5 và hydro đó, cho nên chúng ta sẽ quy đổi về đây. Chúng ta vẫn rút HCl2 là 51A đâu mà. Trên này là vẫn còn là HCO 3 lần C3H5 và CH2 hydro. Cái này chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái slide tiếp theo. Rồi, chúng ta làm sao chúng ta biết được cái giá trị này là âm? Bây giờ các em xem. Tôi hydro hóa cái C17H33 này bởi ba phân tử hydro, lúc này các em thấy nó sẽ chuyển thành hợp chất no rồi đó. Bây giờ chúng ta xem đây là 3A, thì chúng ta sẽ chuyển từ cái hydro bên phía bên này, tại vì chúng ta quy là quy cái hợp chất C17H33 thôi chứ không phải là C17H35, cho nên chúng ta chuyển cái hydro qua bên này thì xem sẽ thấy nó sẽ ra mang cái giá trị làm đấy. Như vậy cái chất béo này chúng ta quy về cái HCO 3 lần C3H5 là amon. Rồi chúng ta cắt 17 nhóm CH2 ra ngoài. Thì chỗ này ra được là 51A. Còn hydro thì chỗ này là trừ 3A. Như vậy đối với chất béo no thì chúng ta sẽ quy về là HCO 3 lần C3H5 và CH2. Với chất béo không no thì các em có thể quy về là HCO 3 lần C3H5, CH2 và hydro. Rồi sau khi quy đổi thì chúng ta hết sức lưu ý là cái phản của chất béo đó là phản đốt cháy và phản sàn hoàn hóa, và kể cả phản là mất màu nước brom. Đó. Nhưng khi quy đổi thì chúng ta sẽ quy về đây, chúng ta sẽ có cái phương trình cháy như sau. Đó là HCO 3 lần C3H5 này. Để chúng ta đốt trong oxy thành CO2 nước. Dưới này cũng vậy. CH2 thì nó đốt trong oxy thì thành CO2 nước. Còn đối hydro đốt với oxy thì chỉ ra nước thôi. Như vậy chúng ta cân bằng. Ở đây chúng ta thấy điểm ở đây là 6 carbon thì bên này sẽ là 6. Đối với H là 8H, chúng ta chia cho 2 thì chỗ này ra 4. Và chúng ta tổng với oxy 2 vế, bên đây là 12 cộng 4 là 16. 16 các em trừ đi 6 thì còn 10, 10 chia cho 2 chỗ này ra được 5 oxy. Dưới này cũng vậy. Oxy bên này là 3, như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 3 phần 2 là 1,5. Hydro tổng với oxy thì chúng ta thấy đây là cũng ra 1,5 là oxy. Rồi các em lưu ý thứ hai khi quy đổi
đó là số mol brom khi quy đổi. Thì chúng ta thấy số mol brom này nó phá hết các pi ở trong hỗn hợp này, nó cũng chính là số mol hydro luôn. Cho nên khi chúng ta quy đổi và ra số mol của hydro rồi thì các em mang thấy dấu trừ lại, ngược lại chúng ta ra số mol brom. Một lưu ý nữa là phấn và xà phần hóa với NaOH. Thì các em thấy để ý phấn xà phần hóa này, thì đối với cái HCO 3 lần số 3H5 này thì CH2 và hydro ở trong muối và trong SA không đổi. Cho nên là chúng ta thấy là khi quy đổi chỗ này thì khi tính khối lượng muối á, thì chỗ này nó sẽ gấp 3 lần, có nghĩa là 3 lần HCO là cái CH2 trong SA thì trong muối giống nhau, hydro ở trong SA và trong muối giống nhau. Đó, nó chỉ có glycerol này nó thoát ra ngoài thôi. Đó, chúng ta hết sức lưu ý trường hợp này. Rồi chúng ta qua một dạng quy đổi thứ hai, đó là dạng quy đổi về phấn thủy phân. Thì chúng ta hết sức lưu ý chỗ này. Thì các em nhìn dưới này. À, cái chất béo dưới trên này tôi giả sử đó là chỉ là tribanmitin thôi. Thì lúc này á, các em thấy tôi tách ra là 15 C15H31COO, chỗ này tôi chấm H. Thì còn lại chỗ này là CH2, nó còn lại là CH thôi. Dưới này cũng vậy, chúng ta làm thao tác tương tự. Thì chỗ này chúng ta sẽ tách ra thành axit dưới là C3H2. Rồi, như vậy đối với trường hợp này chúng ta sẽ tách như sau. Đối với hai chất béo như vậy này, à các em thấy nó là hai gốc axit béo. Như vậy chúng ta sẽ quy đổi là C15H31COOH và C17H33COH. Thì chỗ này em thấy hai gốc axit béo là hai gốc, thì bên này sẽ là hai, còn lại là C3H2. Đó, chúng ta sẽ rút đi một H ở dưới này rồi. Đó, cho nên chỗ này sẽ là C3H2. À, như vậy chúng ta sẽ quy chất béo này về, đó là C15H31COOH là A mol, C17H33COH là B mol, C3H2 là C mol. Đó. Rồi đây khi chúng ta tính muối thì các em hết sức lưu ý, muối thì sau khi phử xà phòng hóa nó sẽ giải phóng hết ra đây, nó ra C15H31CO là A mol, C17H33CO là B mol. Như vậy là khi chúng ta quy đổi thế này thì nó sẽ có những cái dạng phản xà phòng hóa và phản cháy, đặc biệt là phản cháy. Thì chúng ta đốt một cách ngoài liền chỗ này luôn, đốt C15H31COOH. Thì chúng ta thấy đây là 16 CO2, 16 nước. Các em lấy máy tính, các em bấm ra chỗ này oxy là 23. Đó, nếu đây là amon thì đây là 23A, 16E, ở đây 16E luôn. Ở đây là B thì chúng ta tính ra là 18, ở đây các em có là 17 nước thôi. Chúng ta tính oxy đây, dưới này cũng tương tự. 3CO2 và H2 là một nước thôi. Chúng ta tính ra chỗ này là oxy là 3,5. À, như vậy các em nếu đề bài cho số mol CO2 thì các em lập cái hệ là chúng ta tính tổng CO2 là 16A cộng 18B cộng cho C. Còn nếu nước thì chỗ này là 16A cộng 17B cộng cho C. Đó, yêu cầu đề bài tính nước. Ngoài tính oxy thì chỗ này cũng vậy. 23, 25,5B, 3,5C, vân vân. Rồi, ở đây tôi hướng dẫn cho em tính hệ nhanh hệ số chất oxy như sau. Nếu hợp chất hữu cơ này là CH2O sách, thực tế chỗ này chúng ta có thể dùng cái bảo toàn E cũng được, nhưng mà nhiều em không quen. Chúng ta dùng cái này để hốt luôn cái oxy cho nó nhanh. Thì chỗ này nếu mà đây chúng ta ít, thì đây là ít CO2. Còn Y thì Y chia 2, chỗ này Y chia 2 nước. Thì các em tính nhanh chỗ này là chúng ta có là 2x cộng y trên 2 là oxy bên vế này. Chúng ta trừ cho dách. Sau đó chúng ta đây, chúng ta tính này, mình chia cho 2 nữa. Thì ra được là x cộng y chia 4 trừ dách chia 2. Thì hai số này các em nhớ luôn để chúng ta giải nhanh những cái dạng bài tập này. Ví dụ thế này, C3H4O2, đây đây x bằng 3, y bằng 4 và dách bằng 2. Thì đây các em có y cộng y chia 4 trừ dách chia 2, chúng ta suy ra đó là 3 cộng 4 phần 4 trừ cho dách chia 2 là trừ 2 chia 2, chúng ta được 3. Ví dụ như hợp chất hữu cơ C
chất béo hồi nãy chúng ta quy đổi à, chia 6 8 u 6 thì chúng ta không tính nhanh, rồi 6 cộng cho 8 chia cho 4 trừ cho 6 chia 2 thì hôm nay được 5. Dưới này thì chúng ta à, cũng tính nhanh với nitơ các em thấy là nó người ta bỏ ra đó là x cộng y chia 4 thì chia 2 đó là 5 cộng cho 9 chia 4 trừ cho 4 chia 2 thì ở này ra được 5,25. Rồi chúng ta qua một phần thứ hai đó là bài tập áp dụng. Chúng ta qua ví dụ thứ nhất, đốt cháy hoàn toàn m gram các chất béo có chứa các triglycerides của hai cái axit là estearic và axit malic. Sao hướng tôi được CO2 nước là đây. Sao bằng quá m gram ít thì tôi được khối lượng glycerol là. Đấy. À, bây giờ chúng ta xem tôi giải thế nào bằng phương pháp quy đổi. Chúng ta sẽ quy đổi chất béo ở đây các em thấy đặc biệt của chất béo này là hai cái axit là axit estearic và malic đều là axit no hết. Cho nên tôi rút ngay về đây là HCOO 3 lệnh C3H5 và CH2 tôi đặt. Ở đây là A mol, dưới này là B mol. Từ đây chúng ta sẽ có số mol của CO2 đem lấy 13,44. Chúng ta chia cho 22,4 thì chỗ này ra được 0.6. Thì bên này chúng ta có rồi đó. Tổng số mol CO2 đây là 6A cộng cho B là bằng 0.6. Nước ở đây cũng vậy, em lấy 8H này chúng ta chia 2 ra được 4A. Chỗ này là B bằng 0,58. Em giải ra hệ được là A bằng 0.1 và B là bằng 0,54. Và chúng ta để ý chỗ này số mol glycerol cũng chính là số mol của chất béo luôn. Cho nên chúng ta chia ra khối lượng glycerol là đây. Đó là 0,01 đem nhân cho 92 và đặc biệt ở đây nó có hiệu suất là 90% nữa, chúng ta nhân vào là 0.9 thì ra ngay là 0,828 gram. Và chúng ta chọn đáp án là câu D. Chúng ta xét một ví dụ nữa, đó là ví dụ thứ hai là khối A 2014. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo thu được CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol. Có nghĩa là chúng ta lấy mol CO2 trừ mol nước bằng 6. Mặt khác A mol chất béo trên, ở đây chúng ta lấy 1 mol, dưới này lấy A mol. Như vậy là vẫn tối đa 600 ml dung dịch brom 2M giá trị của A là. Bây giờ chúng ta sẽ quy đổi như sau. À. Lưu ý khi quy đổi thì số mol hydro cũng chính là số mol của nước brom luôn, của brom. Chúng ta sẽ quy đổi do có hướng nước brom cho nên chỗ này á, thì các em hết sức lưu ý nó sẽ có là chất béo không no. Ở đây tôi đặt A bờ cờ là ba cái chất quy đổi là HCO 3 lần C3H5, CH2 và H2. Thì đây chúng ta đốt cháy thì ra được là 6 CO2 là 6A cộng B, nước là 4A cộng B cộng C. À thì đây các em suy ra là chúng ta sẽ có số mol của CO2 trừ mol nước. Lấy CO2 trừ nước nha, em xem đây. CO2 trừ nước chỗ này nó cái B mất rồi nè. À, lấy CO2 là 6A trừ cho nước dưới này là 4A. B trừ cho B mất. Và chỗ này mang dấu trừ là trừ C thì đề bài cho bằng 6. Ngoài ra chúng ta còn có là số mol của A chúng ta đặt đây là chính là số mol chất béo là 1 mol luôn là A1. Từ đây chúng ta mới suy ra C thì nó bằng ngay là trừ 4. Thì số trừ 4 này cũng chính là số mol brom luôn. Đấy. Như vậy chúng ta trên đây chúng ta lấy 1 mol, dưới này chúng ta lấy A mol. Thì đây chúng ta sẽ tam xúc như sau. À, nếu 1 mol chất béo thì các em thấy nó sẽ có 4 mol brom. Như vậy A mol chất béo thì phải có ít mol brom dưới này. Thì chúng ta sẽ giải ra ít. Xin lỗi 1,2 mol brom. Tôi xin lỗi chỗ này nha, mình đề bài đã cho số mol brom rồi.
Một mol chất béo thì chúng ta có 4 mol brom. Như vậy A mol chất béo là đề bài cho là 1,2 mol brom. Ở đây chúng ta lập cái tỷ lệ này. À, chúng ta suy ra A sẽ bằng là 1,2 ta nhân cho 1, chúng ta chia cho 4, vậy ra 0,3 mol. Chúng ta chọn ngay đáp án là B. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ B, thì đốt cháy hoàn toàn argon triglycerid ít cần vừa đủ 4,83 mol oxy, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol nước. Mặt khác cho argon ít ở vừa đủ với dung dịch natri hydroxit, thu được B21. Giá trị của B là, à, đối với bài này chúng ta sẽ quy đổi như sau. À, chúng ta sẽ quy đổi về H2O 3 lần CH5, tôi đặt đây là A, CH2 là B và hydro chúng ta đặt là C. Tại đây các em sẽ có cái hệ như sau, đó là cái phương trình của CO2 là 3,42, thì chỗ này các em sẽ có là 6A cộng cho B bằng 3,42. Phương trình thứ hai là phương trình oxy, thì mới nãy tôi dùng cái công thức này rồi đó cho nó nhanh, chỉ còn mi chia 4 trừ giá chia 2, thì chúng ta sẽ có là 6 cộng cho 8 chia 4 trừ 6 chia 2, thì chỗ này em nãy em tính ra chỗ này là 5A. Tương tự chỗ này là ít cộng mi chia 4, ít là 1 cộng mi chia 4 là 2 chia 4 ra 1,5. Thằng này không có C, y chia 4 thôi là 2 phần 4 ra 0,5 là bằng 4,83. Ngoài ra các em còn có số mol nước nữa, lấy số H này chia 2. Như vậy chúng ta sẽ có là 4A cộng cho B cộng cho C thì nó bằng 3,18. Tại đây chúng ta bấm EVN52 nhập một cái ầm ra A bờ cờ như sau. A là 0.06, B là B,06, C là trừ 0,12. Tại vì đây chúng ta sẽ tính khối lượng muối như sau. Chúng ta để ý là khối lượng xà phòng thì cái CH2 và hydro này không đổi. À, cho nên chúng ta sẽ tính khối lượng muối bằng khối lượng của H2O nè. Thì chỗ này là 3 lần lên là 3A cộng cho nhóm CH2 là 14B cộng cho phân tử khối với H2 là 2C. Thì chỗ này chúng ta đáp số vô ra được 54,84. Như vậy chúng ta chọn ngay là cô D. Chúng ta qua ví dụ thứ tư là đốt cháy hoàn toàn M gam triglycerid cần 2,31 mol oxy, thu được nước và 1,65 mol CO2. Cho M gam ít tác dụng với NH vừa đủ thì thu được là 26,52 gam muối. Mặt khác M gam ít ở tối đa với A mol brom, chúng ta tìm giá trị của A. Rồi đối với bài này thì nó tương tự như bài bên trên, chúng ta cũng quy đổi. Ở đây nó có vẫn mắc vào nước brom, cho nên các em sẽ quy đổi nó có H2 trong này. Như vậy là chúng ta quy về nguyên hỗn hợp này. Thì đây xà phòng quá các em thấy nó sẽ ra ba muối muối như thế này. Đó là H2O nè 3A, CH2 là B, hydro là C. Thì đây chúng ta lập cái hệ như sau. Nhất là cái phương trình CO2 thì chúng ta có 6A cộng B là bằng 1,65. Phương trình oxy thì cái này 5A cộng cho 1,5B cộng cho 0,5C bằng 2,31. Ngoài ra em còn có khối lượng muối nữa là 3A nhân cho 68 cộng cho 14B cộng cho 2C thì chúng ta được là 26,52. Rồi từ đây chúng ta rút ra, chúng ta giải cái hệ này. Đó. Em giải cái hệ này chúng ta suy ra A được là 0,03, B là 1,47, C là trừ 0,09. Như vậy chúng ta suy ra A là 0,09 mol luôn.